Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục bài học trực tuyến nha. Để có thể nắm được kiến thức cơ bản của bài 25, cô mời các em ôn lại một số câu hỏi sau. Câu 1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ như thế nào? Ở câu hỏi này, các em sẽ trả lời phần 1 La Mã 1 nhỏ. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Câu thứ 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta ra sao? Câu này các em sẽ trả lời phần 1 La Mã 2 nhỏ, đường lối kháng chiến của đảng ta. Đó là những nội dung cơ bản của bài 25. Ở tiết rồi, các em đã tìm hiểu về chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. Đó là chiến dịch do thực dân Pháp chủ động mở. Tuy nhiên, chiến thắng lại thuộc về ta. Ta đã đập tan được âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp và buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với chúng ta. Từ chiến thắng Việt Bắc 1947 đã đưa cách mạng Việt Nam chúng ta đến những bước phát triển mới trong những năm 1950-1953. Và đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Cô mời các em theo dõi bài 26, Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1950-1953. Trước hết, ta sẽ tìm hiểu về chiến dịch biên giới Thu Đông 1950. Sau chiến thắng Việt Bắc 1947, lực lượng kháng chiến của ta ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, thì tình hình thế giới và trong nước có những thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến của chúng ta. Và đó là những thay đổi nào? Thứ nhất là cách mạng Trung Quốc đã giành được thắng lợi vào năm 1949. Trong khi đó, tại Đông Dương, thực dân Pháp thất bại liên tiếp nên ngày càng lệ thuộc Mỹ. Điều này càng có cớ cho Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Và sau khi nhận được viện trợ của Mỹ, thì Pháp đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch Revers nhằm khóa cửa biên giới Việt Trung để ngăn chặn sự liên lạc giữa ta với Trung Quốc vừa mới giành được thắng lợi. Thứ hai, Pháp cho thiết lập hành lang Đông Tây. Thì việc khóa cửa biên giới Việt Trung và thiết lập hành lang Đông Tây là để cô lập căn cứ địa Việt Bắc theo thế bao vây trong và ngoài để chuẩn bị cho cuộc tấn công Việt Bắc lần thứ hai. Đứng trước hoàn cảnh lịch sử mới này, thì đảng ta đã quyết định chủ động mở chiến dịch biên giới 1950. Ở cái phần chiến dịch biên giới 1950, các em chỉ cần nắm được kết quả và ý nghĩa của chiến dịch này. Tuy nhiên, có một vài nội dung cô lưu ý các em. Thứ nhất, đó là mục đích của ta khi mở chiến dịch biên giới 1950 là gì? Đó là ta sẽ tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch. Cái thứ hai, nếu như Pháp khóa cửa biên giới Việt Trung, thì ta sẽ đánh vào kiên biên giới Việt Trung để ta khai thông vùng biên giới này nhằm bắt liên lạc giữa ta với thế giới dân chủ bên ngoài. Thứ ba, ta sẽ mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Tất cả những mục tiêu trên là nhằm để đập tan kế hoạch Revers của thực dân Pháp. Vậy diễn biến của chiến dịch biên giới 1950 diễn ra như thế nào? Đây là chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục. Các em có thể đọc sách giáo khoa. Như vậy, với chủ trương chủ động mở chiến dịch biên giới 1950, thì ta đã thu được cái kết quả như thế nào? Đó là ta đã giải phóng được vùng biên giới Việt Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân. Cái thứ hai, ta đã chọc thủng được hành lang Đông Tây ở Hòa Bình. Như vậy, thế bao vây trong ngoài căn cứ địa Việt Bắc của thực dân Pháp đã bị thất bại. Có nghĩa là kế hoạch Revers của Pháp đã bị phá sản hoàn toàn. Đây chính là kết quả của chiến dịch biên giới 1950. Cô mời các em ghi bài. Vậy chiến thắng biên giới 1950 có ý nghĩa như thế nào? Đó là ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Cô mời các bạn ghi ý nghĩa.
Sau hai thất bại trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 và chiến dịch biên giới 1950, thực dân Pháp đã đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương. Vậy âm mưu đó như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2 La Mã. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. Đây là chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục. Cô sẽ tóm tắt như sau. Tháng 12 năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch The Last de Tassigny nhằm gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng thảm chiếm, kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng của chúng ta. Đó chính là âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. Cô mời các em ghi bài. Sau chiến thắng biên giới 1950, ta đã giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Trước tình hình thuận lợi đó, thì tháng 2 năm 1951, đảng ta đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, nhằm đưa ra những chủ trương phù hợp với tình hình mới. Vậy đại hội có những nội dung và ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 3 La Mã, Đại hội đại biểu lần 2 của đảng tháng 2 1951. Vậy đại hội đại biểu lần 2 của đảng được triệu tập ở đâu? Đó là ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Vậy nội dung của đại hội như thế nào? Chúng ta vào phần 1, nội dung của đại hội. Trong cái báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo bàn về cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh, thì nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam chúng ta là tiêu diệt thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đồng thời từng bước chống phong kiến. Đó là cái nhiệm vụ chính của cách mạng Việt Nam chúng ta trong giai đoạn này. Cô mời các bạn ghi ý đầu tiên. Vào tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Nhưng đến tháng 10 năm 1930, vì mục đích đoàn kết thống nhất các lực lượng cách mạng của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung là thực dân Pháp. Thế nên tên gọi của đảng đã được thay đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng đến tháng 2 năm 1951, do hoàn cảnh cách mạng mỗi nước đã khác, nên cách mạng của nước nào thì phải do chính đảng của nước đó lãnh đạo. Đó cũng chính là lý do mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng đã quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai và lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Cô mời các bạn ghi ý thứ hai. Ngoài ra thì đại hội còn có những quyết định gì nữa? Đó là bầu ban chấp hành trung ương và bộ chính trị của đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và Trường Chinh làm tổng bí thư. Đó là những nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu lần 2 của Đảng tháng 2 năm 1951. Cô mời các em ghi ý thứ ba. Đây là hình ảnh quang cảnh bên ngoài đại hội. Còn đây là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị. Còn đây, Tổng Bí thư Trường Chinh đọc báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam. Đó là một vài hình ảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 tháng 2 1951. Vậy đại hội này có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, nó là mốc đánh dấu sự trưởng thành của đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Mà sự kiện tiêu biểu đó là việc đưa đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Cô mời các bạn ghi ý đầu tiên. Thứ hai, đại hội này có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là hai ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu lần 2 của đảng tháng 2 1951. Cô mời các em ghi bài. Ta tiếp tục phần 4 La Mã, phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt. Đây là chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục do dịch COVID-19, cho nên Bộ Giáo dục đã tinh giản cái phần thứ tư của bài 26 này. Chúng ta sẽ không học. Phần 5 La Mã, giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường. Đây là chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục
Lưu ý các em, chương trình tinh giản và chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục sẽ không có nằm trong nội dung ôn tập để kiểm tra. Rồi, giờ chúng ta sẽ có một vài câu hỏi để ôn lại những kiến thức trọng tâm của bài học hôm nay. Câu thứ nhất, ta chủ động mở chiến dịch biên giới 1950, thu được kết quả như thế nào? Thứ hai là ý nghĩa của chiến thắng biên giới 1950. Hai câu hỏi này các bạn sẽ xem lại phần 1 La Mã của bài 26. Đối với câu thứ ba, nêu nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu lần 2 tháng 2 1951. Và câu thứ tư, ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần 2 tháng 2 1951. Các em sẽ xem lại ở phần 3 La Mã của bài này. Các em nhớ chép bài vào tập, đọc và ghi tựa trước bài 27. Cô chúc các em hoàn thành tốt các yêu cầu của thầy cô trong mùa dịch COVID-19 này nha. Hẹn gặp lại các em trong một ngày gần nhất. Cố lên!